chị em và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một bộ tranh mà hay dùng trong các phòng diện trần. Đầu tiên là bộ đồ hình huyệt nhìn thẳng và đồ huyệt nhìn ngang. Thì đây chính là sơ đồ huyệt để cho anh chị em chúng ta có thể tra cứu được các huyệt một cách nhanh chóng. Thì cái tranh này thì chúng ta treo trên tường, kích cỡ của nó là 80x60 các bạn ạ. Và hai đầu thì được nẹp bằng hai cái ống. Phía trên thì chúng ta sẽ có cái dây để chúng ta móc treo. Thì cái thiết kế của cái tranh này á, là chất liệu nó bằng giấy ảnh, bên ngoài được cán bằng cái lớp ni lông và hai đầu là cái ống nhựa để mình treo. Thì mình đi chi tiết vào. Thì nó có hai tranh, một tranh là đồ huyệt nhìn thẳng, một tranh là đồ huyệt nhìn ngang. Thì các bạn thấy là cái tranh này á, là cái huyệt nó rất là rõ, đúng không nào? Đấy, huyệt nó rất là rõ. Chúng ta có thể nhìn chi tiết được từng huyệt. Cái này á, là rất thích hợp với các bác mà lớn tuổi mà mắt kém, mà các bác sợ rằng ấy, các huyệt nó nhiều quá mình nhìn không rõ. Thì qua đây các bác chỉ cần đứng xa, các bác đứng xa 3 mét các bác vẫn nhìn thấy rõ từng huyệt, tại vì nó rất là nét các bạn ạ. Và cái màu này của nó này thì là mình in là màu đen trên cái giấy trắng, cho nên là nó rất là nổi bật. Và cái chất liệu của nó là giấy ảnh này các bạn này, và không sợ ố màu, nó rất là bền. Dưới này thì cái ống này để cho mình giữ cho nó đẹp, và nữa là có cái nắp nhựa hai đầu này. Đấy, nhìn nó rất là đẹp và bắt mắt. Thì các bác có thể tra cứu trên cái ảnh này rất là dễ dàng. Bên cạnh này mình được đánh số 01234 tọa độ đấy ạ. Ở dưới này mình có ghi chú rõ là theo chữ cái viết hoa. Và nhìn vào đây các bác khi mà bấm các bộ huyệt cho bệnh nhân, các bác chỉ cần nhìn lên cái bảng huyệt này là mình có thể bấm cho bệnh nhân được luôn. Đấy, mà mình không cần mở sách mở vở, nó rất là tiện. Chúng ta treo trên tường ra, chúng ta nhìn một cái vào, chúng ta nhìn một cái, và chúng ta có thể hướng dẫn người khác một cách rất nhanh chóng khi mà nhìn trên cái sơ đồ này. Đó, nó rất là rõ ràng, các bác đứng vài mét. Bên cạnh đó thì đây chính là các tranh của phòng khám diện trần. Các bác có thể treo cái này trong nhà, ví dụ cái hình 2660 này, rồi cái hình các đồ hình huyệt phản chiếu, rồi bên cạnh là hào quang của thể châu. Các bác treo cái này thì nó sẽ tăng năng lượng cho nhà mình. Đó, thì nó sẽ giúp cho cái phòng của chúng ta sang trọng hơn và đẹp hơn. Rồi, chúc các bác thành công.